Nè, tụi em có mua cho anh sáng nè. Trời ơi, ăn vô đây sao no. Trời ơi anh hai, em mua là ba hộp luôn á, là định ba người luôn á. Thôi để anh hết đi. Mà anh đói lắm. Hả? Sao tía không có nấu đồ ăn cho anh hay gì vậy? Tía có nấu. Ờ, sao mà ăn? Mà anh không dám ăn. Anh bây giờ mà để cho tía phát hiện một cái là chết luôn á, không được đâu. Làm gì nữa vậy? Sao làm gì? Anh chỉ vô tình làm hư cái laptop của tía thôi. Vậy mà từ sáng giờ tía truy sát anh, trốn không yên với tía luôn á thiệt. Em tưởng cái gì là ghê gớm lắm á, chỉ là hư cái laptop thôi mà. Thì anh chịu khó lại xin lỗi tía vài câu, cùng lắm là tía la anh, hay là ghê gớm hơn nữa dí chạy vòng vòng sân thôi, có gì đâu to tát. Trời ơi trời, con của tía mà không hiểu tiếng tía chắc dễ lắm á. Em với chị em thì được, còn anh hả? Không có chuyện mà xin lỗi cái một hai cái chạy vòng 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 đâu. Tía cưng anh lắm á, tía ghẹo anh cưng vậy thôi đâu. Chưa quýnh lần nào nhưng mà nhìn tía hay chửi lắm, nghi ngờ lắm. Rồi vậy sao?